rồi giao xe bo cho anh em. Xe bo này xe bo lướt biển số 71 nha anh em. Bây giờ đi lên xe tải. Con này là thị thầm mùa xuân. Biển đó tôi gấp bỏ xe mà mở giúp tôi cái coi còn nhớ không, lắc đó này. Đó, về chăm vô nha, chăm vô ha, okay, đừng, ha. Đúng rồi, đừng để nó hết nhớ là được rồi, mình xăng bình thường ha, đúng rồi xăng bình thường thì thôi, xe này về là chỉ chạy thôi chứ không có làm gì nữa đó. Rồi